Taste of Vietnam sẽ quay trở lại vào tháng 8. Mùa hè ở thành phố sẽ gồm rất nhiều lễ hội ẩm thực trải dài trên các đường phố của Toronto để kỷ niệm sự hòa quyện của các nền văn hóa và các dân tộc khác nhau. Hãy sẵn sàng chào đón một lễ hội ẩm thực khác trong mùa hè này vì một lễ hội ẩm thực Việt Nam rất lớn sắp đến với Toronto. Sau một thời gian gián đoạn, Taste of Vietnam đã trở lại. Lễ hội sẽ tiếp quản quảng trường Nathan Phillips để tổ chức một lễ hội ẩm thực sôi động với đầy đủ các buổi biểu diễn trực tiếp âm nhạc các hoạt động, một buổi biểu diễn thời trang văn hóa và tất nhiên là rất nhiều món ăn. Lễ hội sẽ bao gồm các gian hàng bán những món ăn đặc sản của Việt Nam, Taste of Vietnam sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 8. Chưa có thông tin bổ sung về lịch trình cho sự kiện này hoặc các gian hàng, nhưng dự kiến sẽ sớm có thông báo.